là lúc mà Lâm Oanh và các đồng đội cần thể hiện bản lĩnh của mình. Lâm Oanh sẽ phát bóng để mở màn cho xét đấu thứ 5 này. Cú đánh từ sau vạch 3m của Megawati và bóng đã chạm tay chắn. Điểm thứ nhất dành cho Indonesia. Người phát bóng bây giờ là chuyền hai Tishia. Thanh Thúy. Với cái điểm tiếp tục là Megawati. Người cũng đã có khoảng thời gian tìm hiểu về bóng chuyền Việt Nam khi thi đấu trong màu áo của Hà Phú Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia của chúng ta năm ngoái. Chúng ta mất 2 điểm đầu tiên. Không được rồi. 3 tình huống mất điểm liên tiếp của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý. Ban huấn luyện vừa động viên các cầu thủ cần phải cố gắng hơn nữa. 0-3 tiếp tục là cầu phát bóng của chuyền hai mang áo số 19 Tishia. Thanh Thúy. Hướng tấn công ở vị trí số 2. Và bóng vẫn trong sân. Những điểm số liên tiếp được ghi bởi đối chuyền Megawati. Một tình huống mắc lỗi của chúng ta. Còn đối chuyền mang áo số 3 thì đã ghi được 3 điểm cho Indonesia trong set đấu này. Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh dọc biên thành công và giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm đầu tiên trong set đấu quyết định này. Một điểm số rất quan trọng. Vô cùng quan trọng với tâm lý và tinh thần của các cầu thủ áo đỏ sau khi bị đối phương ghi liền 4 điểm. 1-4. Cầu phát bóng của Thanh Thúy. Hướng chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân. Hai tình huống chắn bóng tốt liên tiếp với những cú đánh từ biên 4 của đối phương. Cách biệt đang được chúng ta thu hẹp. Vẫn là Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân, những tay chắn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Thanh Thúy tiếp tục phát bóng. Bóng ngoài. Lần này thì mũi công của Indonesia đã mắc lỗi. Không còn là Megawati ở vị trí số 2 nữa, mà lần này là Rachi. Rachi đã đánh bóng ra ngoài sân với tình huống đánh y này. 3-0. Xin lỗi quý vị, 3-4. Rất hồi hộp. Thêm một pha bóng nữa mà các cầu thủ Indonesia đã đánh bóng ra ngoài sân. Và Megawati cũng đã ra dấu cho ban huấn luyện rằng bóng không chạm tay chắn. 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị đối phương ghi 4 điểm liên tiếp thì đội bóng của chúng ta cũng đã có một cầu ghi 4 điểm. Vẫn tiếp tục là Thanh Thúy phát bóng. Tình huống phối hợp đánh nhanh sau tốt của Indonesia. Một lần nữa thì Indonesia lại vượt lên. Vừa rồi là pha ghi điểm của
Phụ công mang áo số 10, Ulan Hari. Giờ thì tới lượt Rachi phát bóng. Đó là pha xử lý của Nguyễn Thị Trinh. Tỷ số được san bằng 5 đều. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng tới nghẹt thở. Những diễn biến có lẽ không dành cho những người yếu về mặt tâm lý. Hai đội đang giành nhau từng điểm một ở thời điểm này. Chúng ta đang có lợi thế phát bóng. Cầu phát bóng là của Nguyễn Thị Trinh. Liên tiếp là những tình huống chắn bóng tốt của các cô gái Việt Nam. Cơ hội phản công dành cho chúng ta. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng rất mạnh từ biên 4 nhưng vẫn chưa có điểm. Bóng lọt tay chắn mất rồi. Medi đã ghi điểm để giúp cho Indonesia một lần nữa lại vượt lên. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn tốt và những diễn biến là vô cùng hấp dẫn. Tình huống giáp chắn chưa kín của Trà Giang và Đoàn Thị Xuân. Vẫn tiếp tục là những phút giây rất hồi hộp với các cổ động viên Việt Nam. Thanh Thúy! Thanh Thúy đã ghi điểm. Tỷ số được san bằng 6 đều. Đây là lúc mà người đội trưởng cần phải lên tiếng. Dẫu biết rằng Thanh Thúy đã rất mệt mỏi sau một hành trình dài ở ABC Club vừa qua, nhưng ở thời điểm khó khăn này thì tất cả đều đang rất trông đợi vào đẳng cấp của Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là Thanh Thúy. Nhưng lần này thì Thanh Thúy lại đánh bóng ra ngoài. Không biết bóng có chạm tay chắn hay không. Không chạm chán mất rồi. Đối phương sẽ một lần nữa vượt lên dẫn điểm 7-6. Đối chuyền mang áo số 9 Hani trở lại sân. Chủ công Rachi được thay ra. Tú Linh. Đó là cú đánh của Medi, nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Thanh Thúy ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam và tỷ số lại là 7 đều. Pha xử lý rất hợp lý của Thanh Thúy sau khi đã có một tình huống vào đà không thực sự thuận lợi. Sau điểm số này thì hai đội sẽ đổi sân. Cầu phát bóng của Tú Linh. Hy vọng chúng ta sẽ có được lợi thế. Hàng sau. Cú đập bóng rất mạnh. Và điểm dành cho Indonesia. Như thường lệ vẫn là Megawati. Vũ công quá chất lượng của đội tuyển nữ Indonesia. Cú đánh sau vạch 3m của Megawati vừa uy lực, độ chính xác lại rất cao. Hai đội sẽ đổi sân và lợi thế một điểm đang thuộc về Indonesia. Những giây phút thực sự là rất hồi hộp và lo lắng dành cho các cổ động viên yêu mến đội tuyển Việt Nam. Kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì tất cả các đội bóng thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị, đều giành thắng lợi trong các set đấu. Thanh Thúy. Nỗ lực cứu bóng thành công của Indonesia nhưng cơ hội tấn công tiếp theo vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Lại là Thanh Thúy. Lần này thì Thanh Thúy đã ghi điểm. 8 đều.
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn chỉ ra vào trong ít phút và vẫn chưa thể chia lửa được cho Thanh Thúy. Bây giờ thì huấn luyện viên Tuấn Kiệt sử dụng Nguyệt Anh thay cho mũi phụ công Trà Giang. Nỗ lực phòng thủ thành công của Tú Linh. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, và lần đầu tiên chúng ta vươn lên dẫn trước trong set đấu này. 9-8 cho đội tuyển Việt Nam. Đây chính là điều mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã luôn nhắc nhở các học trò của mình. Khi đối phương bám chắn tốt thì cần bỏ nhỏ nhiều hơn. Thanh Thúy vừa ghi thêm một điểm nữa cho chúng ta. Nguyệt Anh tiếp tục phát bóng. Hàng sau. Đập bóng rất mạnh của Megawati. 9 đều. Những diễn biến căng thẳng và kịch tính tới nghẹt thở. Winda phát bóng. Thanh Thúy. Bóng đang liên tục được đưa tới vị trí của đội trưởng Thanh Thúy, và Thanh Thúy cũng liên tục ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là lợi thế một điểm dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thường nhắc nhở rằng khi cầu công nào đang ghi điểm đều đặn thì hãy cứ đưa bóng tới vị trí đó, không cần phải có nhiều thay đổi về chiến thuật làm gì cả. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của Khánh Đăng. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Chưa được. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có lợi thế 2 điểm trước Indonesia trong set 5. Trong khi chúng ta đang nhồi bóng cho Thanh Thúy thì đối phương cũng liên tục đưa bóng tới vị trí của Megawati. Hai cầu thủ có thể nói là đẳng cấp nhất của hai đội. Và Indonesia xin hội ý. Indonesia đang lên dây cót tinh thần. Và Việt Nam của chúng ta cũng cần phải giữ vững niềm tin của mình, duy trì sự tập trung cao độ. Lợi thế 2 điểm là rất lớn ở thời điểm này, nhưng chúng ta vẫn cần phải tập trung. Người phát bóng tiếp theo sẽ là Lâm Oanh. Rachi. Số 1 đang chờ đợi những tín hiệu từ giám biên, và ông quyết định rằng điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia sẽ khiếu nại. Họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn. Như vậy là bóng thì đã đi ra ngoài rồi. Vấn đề là có chạm tay chắn hay không mà thôi. Không chạm tay của Đoàn Thị Xuân. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Rất hồi hộp cho những phút giây với những hiển thị của công nghệ Video Challenge Ice. Không chạm tay chắn, chính xác là như vậy, và chúng ta có thêm một điểm nữa. Đội tuyển Việt Nam đang đến gần hơn với thắng lợi chung cuộc trước Indonesia. Cách biệt bây giờ là 3 điểm. Hàng sau, bóng không qua lưới rồi. Có vẻ như Việt Nam của chúng ta sử dụng quyền khiếu nại. Khiếu nại có phần hơi vội vàng, theo cảm giác của chúng tôi là như vậy. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đang tỏ ra không hài lòng với quyết định của những người trợ lý. Đường bóng vẫn đang còn và chúng ta vẫn đang có thể xử lý tốt, nhưng vội vàng đưa ra quyết định vì nghĩ rằng đây là một tình huống bóng không đi qua lưới và cũng không chạm tay chắn. Hy vọng rằng đây là một tình huống khiếu nại thành công của chúng ta. Nếu bóng không chạm tay chắn, chúng ta sẽ có điểm vì đối phương mắc lỗi 4 chuyền. Thật sự rất hy vọng chúng ta có được điểm số này.
bóng đừng chạm tay chắn. Rất cần một tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Có chạm tay chắn của Thanh Thúy. Như vậy là chúng ta khiếu nại không thành công. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi hết tình huống rồi khiếu nại. Và đó là lý do mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã có những phàn nàn với trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Phối hợp đánh nhanh. Vẫn là cơ hội tấn công dành cho Thanh Thúy. Bỏ nhỏ. Đó là đẳng cấp của Thanh Thúy. 13-10 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngay từ đầu trận đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo các học trò cần phải bỏ nhỏ nhiều hơn. Và rõ ràng là chiến thuật đó đang phát huy hiệu quả trước Indonesia. Thanh Thúy phát bóng. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 14-10. 4 cơ hội dành match point cho chúng ta. Một điểm nữa thôi, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong trận đấu chung kết của SEA Games 32, nơi mà Thái Lan đang chờ đợi chúng ta. Tình huống phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Thanh Thúy đã quyết định phát bóng an toàn. Một pha tấn công rất tốt từ biên 4 của Megawati. Đội chuyền mang áo số 3 đang níu giữ hy vọng cho Indonesia. Rachi rời sân và số 7 Nandita trở lại. Vẫn còn 3 cơ hội ghi điểm quyết định của trận đấu này dành cho các cô gái Việt Nam. Chúng ta đang hồi hộp theo từng đường bóng. Thật sự là những giờ phút nín thở. Tú Linh vẫn chưa có điểm. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Khánh Đang rất đáng tiếc. Indonesia vừa cứu thành công 2 match point. Trinh Lao và Xuân Trồng, đó là những gì mà chúng ta vừa nghe được với những chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được điểm quyết định sau pha bóng này. Vẫn là những phút giây nín thở với các cổ động viên Việt Nam và đương nhiên cả những cổ động viên của Indonesia nữa. Cơ hội ghi điểm quyết định cho chúng ta. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là Đoàn Thị Xuân. Vẫn chưa có điểm. Bây giờ là Tú Linh. Đối phương phòng ngự rất tốt. Chắn bóng thành công và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là điểm số quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu bán kết này. 15-12 là tỷ số của xét đấu thứ 5.